Video này được tài trợ bởi shopkenshin24h.com, uy tín, an toàn, giá rẻ, với kho tài khoản đa dạng, hợp giá, nạp game an toàn. Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Spyro Trading. Video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với tập đầu tiên của Viewer Shaper mùa thứ 15 nhé. Trước khi đi đến với nội dung chính thì mình sẽ nhắc lại nhanh về thể lệ để các bạn có thể tham dự chương trình. Mỗi tuần thì mình sẽ có một bài đăng tại tab cộng đồng để công bố đường link đến form đăng ký tham dự chương trình. Các bạn chỉ cần cung cấp đủ thông tin trong form đăng ký và gửi phiếu là xong. Thời gian cụ thể sẽ thường được mình thông báo trước tại phần bình luận ghim của các video xuất bản giữa tuần. Và chương trình đăng ký sẽ chỉ mở trong vòng 30 phút mà thôi. Vì vậy hãy ghi nhớ mốc thời gian và nhanh tay để có cơ hội tham dự nhé. Sau khi giai đoạn mở đăng ký kết thúc, mình sẽ chọn ngẫu nhiên một bạn khán giả để liên hệ. Và nếu như trong vòng 30 phút bạn ấy hồi âm thì bạn khán giả đó chính thức được công nhận là người được chọn. Nếu không, mình sẽ tiến hành quay số lại để tìm bạn khán giả khác và cứ như vậy tiếp tục lặp lại cho đến khi mình tìm được người may mắn thì thôi. Như đã thông báo, bạn khán giả may mắn trong tập ngày hôm nay đó là bạn Malleus. Hãy cùng xem nội dung phiếu đăng ký của bạn ấy xem sao. Trong phiếu đăng ký, bạn ấy đã nói khá chi tiết về các vấn đề gặp phải khi đi ải của mình. Bạn ấy nói rằng phòng 1 nửa dưới con thực thể sấm sét di chuyển khá nhanh khiến cho bạn ấy không theo kịp, nhưng khi mang đội ao hay tầm vào thì nó lại đứng yên không làm gì và được 3 sao. Bạn ấy nghĩ đây là do lỗi hoặc may mắn chứ không phải là do thực lực. Phòng 2 nửa dưới thì các con slime nham khi bị phá khen rồi tản ra nhiều phía khiến cho bạn ấy mất nhiều thời gian đuổi theo. Phòng 3 nửa trên con boss khi tạo ra những con quái nhỏ, bạn ấy dùng bayonet để diệt nhưng lại luôn tự động đánh vào cơ thể chính và mất quá nhiều thời gian để tiêu diệt những con quái nhỏ này. Có lẽ bạn khán giả của chúng ta đang chơi game trên thiết bị có cấu hình khá là khiêm tốn, vì vậy nên xảy ra hiện tượng thỉnh thoảng quái bị đơ không hành động gì trong một khoảng thời gian. Còn các vấn đề còn lại thì mình nghĩ chỉ khi vào thực chiến mới có thể nói được thôi. Đây là hai đội được bạn ấy sử dụng để đi ái, nửa trên đó là Raiden National và nửa dưới bạn ấy thay đổi giữa hai đội là Ao Hay Tầm và Hu Tao. Tuy nhiên thì trong đội hình Hu Tao này cũng không được ổn cho lắm. Nửa dưới vốn đã không phải là thế mạnh của cô nàng này rồi, lại còn phải chơi một đội hình không ổn định với cấp thủy lẫn hồi máu hơi quá nhiều nữa, có lẽ sẽ là hơi khó khăn. Vậy thì giờ chúng ta hãy đăng nhập xem tình hình của tài khoản nhé. Raiden National cũng chính là những cái tên xuất hiện nổi bật nhất trên bảng nhân vật. Bên cạnh đó dường như bạn ấy chỉ đầu tư mạnh tay cho 3 nhân vật nữa mà thôi, đó là Hu Tao, Ayaka và Furina. Còn lại ra nhân vật mình thấy đều đang chỉ cấp độ 70 đến 80, khá là khiêm tốn. Ayaka tuy có cung mệnh 1 nhưng chỉ đang dùng kiếm rèn mà thôi, mùa này lại không có sân hơ nữa thì nghe chừng là không ổn lắm rồi. Hu Tao đang C0, HP thì lại khá thấp, các chỉ số còn lại tuy là ở mức ổn, nhưng nếu chơi Hu Tao theo độ truyền thống, mình sẽ mất khá nhiều quân bài quan trọng cho nửa dưới, chẳng hạn như Zhongli hay là các nhân vật hệ thủy. Còn nếu chơi đội đơn nguyên tố hỏa thì sẽ cần có sang lên thật mạnh để cùng gánh sát thương, vì chơi đơn hỏa thì một đống tinh thông nguyên tố này sẽ bị phế ở hai phòng đầu, mà Hu Tao thì lại còn thiếu HP, vì vậy nên mình không kỳ vọng cô nàng này có thể làm được gì đó quá xuất sắc tại các phòng đấu 1 và 2. Tuy vậy thì đáng tiếc thay, sang lên này mới chỉ ở cung mệnh 3 mà thôi. Dù cho đã build tương đối ổn rồi, mình vẫn không nghĩ rằng sang lên này đủ sức gánh Hu Tao đến phòng đấu cuối cùng. Có lẽ mình chỉ còn cách tìm đến đội Lôi Thần Quốc Dân mà thôi. Lôi Thần cũng đã khá ổn rồi, mình không cần sửa gì thêm nữa cả. Con bài cuối cùng trong đội trên, mình chọn Furina thay vì Sinh Châu, vì đến phòng cuối cô nàng này có thể đóng góp nhiều hơn bằng chiêu nộ và kỹ năng nguyên tố dạng hồi máu. Như vậy thì mình cũng đã xong được nửa trên. Nửa dưới có lẽ sẽ cần đến sự cứu giúp của đội hình nở rộ, một đội hình mạnh mẽ, dễ chơi và có thể nói là tương đối lỗi. Đại diện đầu tiên của đội này chắc chắn sẽ là Ao Hay Tầm rồi, đang sử dụng Tokabo Shigure và set 2 thảo với 2 tinh thông nguyên tố. Hơi tuần toàn một chút nhưng mà hiện tại cũng không có sự lựa chọn thay thế nào cả. Tiếp theo là Sinh Châu, hiệu quả nạp cũng khá là cao rồi, đồ đạc cũng không phải quá dư giả khi đang phải dùng đồng hồ tấn công, nhưng nhìn chung mình cũng không cần thay đổi gì. Vị trí thứ 3 mình dùng Zhongli mang set ký ức thay vì Yao Yao, nguyên nhân là vì Zhongli có thể phá khiên các con quái ở tầng 2 tốt, đồng thời có phạm vi kích hoạt giảm kháng rộng hơn, có thể giúp ích trong các ải đấu đa mục tiêu như ở nửa dưới hơn so với Yao Yao offfield. Cookie thì thực sự đang là quá nghèo nàn và mình cũng không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình gặp phải Cookie biểu yếu như thế này rồi. Về bộ thánh di vật thì mình chỉ có thể xếp được một bộ set 2 thôi, còn lại là các món đồ lẻ có nhiều tinh thông nguyên tố nhất có thể. Cả vũ khí cũng còn rất là yếu, mới chỉ là thiết phong kích cấp 70 mà thôi, còn cần phải cải thiện cực kỳ nhiều. Cấp độ của Cookie sẽ là thứ ảnh hưởng rất nhiều đến sát thương của hạt,
Mình đã thử sử dụng cookie này chơi thử tầng 1 và thấy sát thương hạt tương đối là thấp, chỉ dao động từ 10 đến 15.000 một hạt tùy điều kiện thôi. Như vậy thì sẽ không đủ để qua các phòng đấu sau được, nên mình đã sử dụng toàn bộ sát kinh nghiệm còn lại của bạn ấy đang có để nâng cấp cho cookie. Kết quả là lên được thêm 5 cấp nữa. Lúc này mình vào test lại ở phòng 1 thì sát thương hạt đã dao động từ 15 đến 20.000 một hạt rồi. Một lượng bổ sung rất là đáng kể, nhất là khi đội đã không có sự phục vụ của một mũi nhọn tấn công mạnh như Nahida. Rồi, như vậy thì chúng ta hoàn thành phần xem thử dàn nhân vật. Bây giờ thì chúng ta cùng tiến vào ải đấu thôi. Phòng 1 bạn ấy đã qua được rồi nên chúng ta bỏ qua nhé. Nửa trên của phòng 2 mình thấy khá là đơn giản, chúng ta tiêu diệt từng đợt quá xuất hiện, cố gắng xong nhanh một chút để có nhiều thời gian hơn cho nửa dưới, đồng thời cũng nạp lại năng lượng sẵn sàng cho phòng đấu cuối cùng là được. Ở đất quái đầu này mình đã sử dụng Zhongli phá nhanh khiên của các con slime, vì khi còn khiên bọn nó sẽ không nhận phải sát thương hạt. Với đội hình này mình cần chắt tiêu hết sức có thể chứ không phung phí được bất kỳ sát thương nào, do đó thì cần phải tuân thủ cơ chế của quái thôi. Và tất nhiên khi vỡ khiên bọn slime sẽ bỏ chạy đi rất là tán loạn chứ không hung hãn lao vào chúng ta nữa, do đó mình chú ý focus sát thương lên bọn nó trước thay vì các con quái bóng ma. Nếu để cho bọn nó bỏ chạy đi một khoảng thời gian đủ lâu và lên lại lớp khiên nhang của mình thì sẽ rất là phiền phức. Đợt quái thứ hai thì cơ chế của cái con rồng đất cổ này đó là khi đánh trúng nhân vật có khiên sẽ bị choáng và ngã ngửa ra, làm giảm độ cơ động khá nhiều, cũng là một điểm khiến Zhongli rất đáng giá ở núi dưới này. Tuy vậy thì cũng phải tốn tận một chu kỳ rưỡi đội hình mới có thể hoàn thành được đợt quái. Ở đợt quái cuối cùng cũng như các con slime đầu tiên, mình sử dụng Zhongli để bào đi lượng khiên lớn của hai con vua Hilichur, đồng thời sử dụng thời gian còn dở của nộ sinh châu ở chu kỳ trước và cookie để gây thêm sát thương. Ở đây mình cũng dùng được một cú tấn công khi đáp của Ao Hay Tâm giúp bào được lượng khiên nhỏ từ các con vua Hilichur. Các bước này vừa để gây sát thương cầm chừng, vừa để chuẩn bị cho chu kỳ xả toàn lực của đội sắp sửa xảy ra sau đây. Rồi giờ thì thời cơ đã đến, cú đao của các nhân vật đã hồi đủ, mình sử dụng Zhongli E phá khiên và bắt đầu xả toàn lực để chạy nước rút trong khoảng 15 giây cuối cùng này để hoàn thành ải đấu và tiến đến phòng 3. Tất nhiên cũng nên chú ý nạp lại đầy đủ năng lượng nữa nhé. Ở nơi trên phòng cuối này, vì mũi nhọn sát thương lớn nhất là Xiang Ling lại chưa có cung mệnh 4, lại còn mất đi một nhân tố sát thương khác đó là Furina, nên các bạn có thể thấy việc đi ải cũng khá là vất vả. Vì thiếu sát thương kết liễu nhân dạng nước sớm nên nó đã có điều kiện di chuyển khá nhiều, khiến cho đội phải mất tận 1 phút 30 giây mới có thể vượt qua.
Đợt quái đầu cứ theo bài mà đánh thôi, chúng ta đi về vị trí 6 giờ để cặp quái lao đến và bắt đầu xả sát thương tiêu diệt. Ở đợt quái sau, chúng ta triển khai đội ở giai đoạn đầu như thông thường, tranh thủ gây sát thương trong khi hai con quái này đang triệu hồi siêu thú. Sau khi hoàn thành triệu hồi siêu thú, cục diện trận đấu lúc này đó là mình đã tiêu diệt được con cá sấu đầu tiên, trong khi con rắn thì vẫn còn sống, nghĩa là quái hỏa đã không còn khả năng dịch chuyển nữa rồi. Vậy nên mình căng thẳng hàng con tháo để chơi cho nó giật lùi vào đúng vị trí của con quái hỏa. Căn bản thì với các nhân vật được build chuẩn, đến đây là chúng ta đã có thể hoàn thành trận chiến rồi. Nhưng vì build còn quá yếu nên không dứt điểm được quái ngay, khiến cho con quái hỏa sau đó bị hất tung bởi pha tấn công khí đáp của Alhaitham văng ra ngoài xa. Cũng khá là may khi mình vẫn xoay sở hoàn thành được ải đấu tại giây cuối cùng. Như vậy thì video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Mong là nó đã hữu ích cho các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.